Hello, dạ em xin mến chào quý đại gia đình thân thương của em nha. Chào mừng mọi người đã đến với kênh YouTube của Ngọc nha. Ngày hôm nay em xin phép được mến chúc đại gia đình của mình thật là nhiều sức khỏe và có những giây phút thư giãn thú vị khi share cái clip kể chuyện về tâm lý xã hội, tâm sự thầm kín của em ngày hôm nay nha. Và xin thưa với mọi người rằng trong cuộc đời này nó đôi khi nó cũng có những cái tình tiết nó không thể ngờ về anh rể và cô em vợ. Bởi vì cô em vợ này cổ đẹp quá mà. Thì ta nói chịu đời sao thấu, cho nên là nó có những cái tình tiết nó đã xảy ra, những cái hiện trường và cái tình tiết nó như thế nào thì em mời mọi người cùng thưởng thức với em một cái câu chuyện có thật này. Và cái câu chuyện này em cảm thấy rằng nó mang một cái tinh thần nhân văn và một cái bài học rất là đắt giá cho một mỗi con người. Thì cái câu chuyện nó như thế nào? Và vợ vắng nhà, bữa nay thì cũng là vợ vắng nhà ha. Anh rể lực lưỡng cùng cô em vợ xinh đẹp lao vào nhau như con hổ vào đói vậy, con hổ đói về rừng. Cái kết thê thảm luôn, kết cục vô cùng thê thảm. Thì đây là cái câu chuyện như thế nào mà lại có cái tiêu đề nó vừa ghê mà nó vừa cảm thấy rằng cho rất là nhiều người có sự tò mò. Em không để cho đại gia đình chờ lâu, mời mọi người cùng thưởng thức cái câu chuyện của em ngày hôm nay nha. Thì có một cái ông anh rể này, ổng rất là lực lưỡng, rất là đẹp trai, mặt thì cũng khôi ngô tuấn tú. Ảnh có một cái cô vợ. Hai vợ chồng thì sống với nhau rất là hạnh phúc trong một cái căn nhà trọ trên thành phố Hồ Chí Minh. Và cái cô vợ này cổ cũng rất là đẹp, cho nên là cổ lại có một cô em vợ nhìn mới 18 tuổi thôi mà ngây thơ và trong sáng, nhìn tao nói ngoại hình tao nói bốc lửa ngọt nước, rất là đẹp luôn. Ai mà nhìn một cái là thích liền, thích mê luôn. Và cái cô chị này mới nói cô em gái mình á, thì ở dưới quê. Mà ở dưới quê thì có những cái trường học không có tốt bằng ở trên đây. Khi mà cái cô gái này á, cổ muốn lên Sài Gòn để mà tìm một cái trường nào đó để học, để ra một cái nghề cho nó hay, nó có thể là nó đổi thay đổi cái tương lai. Tại vì gia đình rất là nghèo khó dưới quê, cho nên là ông anh rể mới nói thôi bây giờ em cứ dắt cô em vợ lên đây đi, rồi ở chung với hai chồng mình trong phòng trọ nè, rồi anh sẽ cố gắng anh lo cho cô em vợ học hành cho tới nơi tới chốn. Là cái ông anh rể này với lại bà chị này là làm việc trong văn phòng, cho nên là có một cái mức lương cũng khá là hấp dẫn. Cho nên là khi mà cái cô em vợ này cổ nghe vậy thì ba má dưới quê mới đồng ý cho cái cô em vợ này đi lên thành phố với lại anh chị để mà ở nhờ để học hành ở đây. Và khi mà cô em vợ này lên tới trên thành phố thì cái ông anh rể này ảnh nhìn chăm chăm chú không rời nửa mắt luôn. Bởi vì khi cô em vợ này lớn như vậy á, cách đây mấy năm thì cổ chỉ là một cô bé thôi. Bây giờ cô đã trổ mã con gái, cổ rất là đẹp rồi. Trời ơi, nhìn một cái là tao nói ai cũng thích hết trơn hết trọi. Thì ông anh rể cũng là đàn ông mà, cho nên là đâu tránh khỏi được chữ ngờ đâu. Và như mọi người đã biết rồi đó, em không kể thì mọi người cũng có thể biết được cái chuyện gì đã xảy ra. Ông anh rể này ổng thấy cô em vợ đẹp quá đi, cho nên là ổng thấy của lạ mà, cho nên là ổng cảm thấy thích cái cô em vợ này ngay từ cái nhìn đầu tiên. Và ổng ước gì mình có thể ấy cô em vợ được một cái. Và rồi cái mong ước đó nó làm cho cái đầu của ảnh lúc nào cũng suy nghĩ và làm nên những cái kế hoạch nó hoàn hảo để có thể là ấy cô em vợ được một cái, coi sao cho nó đã đời đi. Thì khi mà cô em vợ này chân ướt chân ráo bước lên Sài Gòn thì cái niềm tin mà cái cổ dành cho anh chị là rất là lớn. Và anh chị nói gì thì cổ cũng nghe hết. Cổ đẹp và cổ khờ lắm. Khi mà cổ lại cùng cô gái quê lên Sài Gòn thì cổ cái gì anh nói, anh rể nói gì thì cổ cũng đều nghe hết. Và khi những lần mà vợ đi vắng thì cái ông anh rể này ảnh cứ nói to nhỏ, ảnh cứ thể hiện là giúp đỡ cô em vợ cái này cái kia. Thì từ từ cái cô em vợ này có tình cảm và hai người đã làm những cái chuyện mà không cần nói thì ai cũng đã biết rồi. Đó, ăn dụng mà quên chùi mét. Và những tưởng cái câu chuyện này sẽ mãi mãi nó cứ êm đềm như vậy. Ông anh rể ông dớt cô em vợ là dớt luôn cái bà vợ luôn. Thì những tưởng rằng không ai biết, nhưng trên đời này không có gì là mãi mãi hết. Cây kim ở trong bọc giấu cách mấy thì cũng có ngày cũng sẽ lòi ra. Và rồi đến một ngày nọ thì cái cô này á, cổ đi học, cổ sắp ra trường rồi nhưng mà cổ muốn xin việc làm. Ông anh rể này hứa sẽ xin cho cổ được một chỗ gì để mà học. Xong rồi thì xin việc làm đâu phải là khó đâu, giữa cái đất Sài Gòn đâu phải dễ đâu. Cho nên là cái ông anh rể này ổng hứa nhưng mà ổng hứa suông thôi. Cứ như là ngày qua ngày thì cái cô gái ấy
cô em vợ vẫn cảm thấy là ủa ông anh rể nào ông hứa không mà ông có làm, cho nên là cổ mới nghĩ rằng thôi chắc mình đi lên Đắk Lắk. Cổ mới nghe bạn bè cổ xúi giục là thôi bây giờ đừng ở với anh chị mình nữa, đi lên Đắk Lắk Đà Lạt đi, hay là đến là đi lên Đà Lạt nè, là coi như là ở đây nè công việc thiếu gì đó, cho nên là lên đi tìm việc. Thì cái cô em vợ này cổ định là bỏ anh rể này để mà đi lên trên Đà Lạt để mà tìm việc. Thì khi mà ông anh rể ông nghe được như vậy thì ông cảm thấy rất là khó chịu. Tại sao mà tình thương, bao nhiêu tình cảm đã dành cho cô em vợ rồi mà bây giờ cổ lại muốn bỏ mình, cổ đi lên Đà Lạt. Thì ông không hài lòng nhưng ông không có dám nói ra bể ra vợ mình nó biết là chết luôn. Và khi đó thì đến một ngày đẹp trời, cái bằng một cái ngày định mệnh, thì cái anh chàng anh rể này nè mới nói cái cô vợ á, em ơi bữa nay anh chở em đi về quê ha, lâu rồi mình cũng đâu có thăm ba má đâu. Thì ảnh mới chở cái cô vợ này đi về quê để cô vợ ở đó, rồi ảnh mới quay trở lại cái căn phòng trọ. Thì lúc đó cái căn phòng trọ chỉ có một mình cô em vợ ở đây thôi. Thì khi mà ảnh leo lên trên Sài Gòn, ảnh vô trong căn phòng trọ thì chỉ có hai người thôi. Thì ảnh mới mở cửa và ảnh mới leo lên giường và với là cô em vợ. Và ảnh làm cái chuyện tâm sự mà không cần nói thì ai cũng biết cái chuyện gì rồi đó. Thì hai người tâm sự đã đời xong rồi thì cái cô em vợ này cũng nằm im ghê hà. Thì cái ông anh rể ổng cũng làm xong hết trơn trọi rồi, ảnh mới hỏi chứ anh nghe em nói là em định bỏ anh với lại chị để đi lên Đà Lạt vậy đó để mà xin việc làm hả, sao em có thể làm như vậy được, em không sợ anh buồn hay sao đó, tình cảm anh dành cho em như vậy như thế đó mà tại sao em có thể đi anh bỏ anh như vậy. Thì cái cô em vợ mới trả lời, em nói thiệt á, anh hứa không mà anh không có làm, anh hứa là anh xin việc làm cho em mà hết năm này tháng nọ mà em có thấy anh xin được cái gì đâu. Anh không xin được thì để bạn em xin cho em đi lên đó có công việc tốt rồi em có thu nhập, em về em lo cho ba má dưới quê nữa, chứ không lẽ em ở đây hoài cũng làm phiền anh chị mà không có công ăn việc làm em cũng khó chịu nữa. Cái ông anh rể anh không cho đi. Thì cái cô này cũng mới cãi lộn, hai người cự cãi với nhau đó, cự cãi với nhau ở trên giường như vậy. Thì cái ông anh rể ổng khó chịu quá thì ảnh mới nói là ảnh không có thích, nhưng cái cô này cũng nhất định là cổ đi. Còn cái ông anh rể ổng mới nói bây giờ là như vậy thì cái cô em vợ nói bây giờ anh mà nói nữa đúng không, em sẽ nói hết những cái sự thật em với anh như thế nào là nói cho chị em biết hết, nói hết sự thật ra. Thì cái khi mà cái ông anh rể này ổng nghe như vậy thì ổng mới giống như ảnh sợ bị lộ cái bí mật từ đó giờ ảnh giấu kín á, sợ vợ biết được, vợ ly hôn nữa mà ảnh cũng còn thương cô vợ nữa, cho nên là ảnh không có muốn cô vợ biết cái điều này thì cô vợ sẽ thất vọng về ảnh và cảm thấy rất là đau khổ về cái điều đó. Cho nên là ảnh đã giống như là trong cái cơn nóng giận, người ta nói rằng giận quá mất khôn, thì ảnh đã dùng tay chân ảnh làm sao mà ảnh quánh sao mà cái cô này kêu bằng là tử vong luôn, tử vong tại trong cái căn phòng trọ đó luôn. Và khi đó ảnh cảm thấy hối hận quá thì ảnh mới tự ảnh kết liễu cuộc đời của ảnh luôn, để mà hồng là cái bằng là không có chịu mức án trước pháp luật và ảnh cũng không có muốn đối chứng với người vợ nữa. Khi mà cái cô em này như vậy đó, tử vong ở tại nhà thì dễ gì mà không liên lụy tới ảnh, ảnh cũng đâu có chạy trốn đâu thoát đâu, với ảnh cũng thương cái cô em vợ, ảnh cũng muốn chết theo luôn. Thì bắt đầu là khi mà cái cô vợ này cổ thấy sao chồng mình hứa dứt mình mà sao lâu quá, dưới quê mà lâu quá, thì cái cô vợ cổ mới đón xe đò, cổ mới lên Sài Gòn, cổ vô căn phòng trọ thì thấy căn phòng trọ đóng cửa kín mít ra. Mà thường thường là chồng mình về rồi thì phải mở cửa chứ sao cũng cứ kín mít. Thì khi mà mở cửa ra thì mới thấy là hai người là như là tử vong ở trong căn nhà như vậy. Thì cái cô vợ này cổ như là té ngỡ ngửa luôn, cổ không có ngờ là tại sao lại có một cái chuyện như vậy. Thì khi công an đến hiện trường và khám nghiệm tử thi thì người ta phát hiện đó là một cái vụ án mạng. Và cái anh này ảnh đã giết cái cô gái này và cái cô này cổ đã cô em vợ đó cổ đã chết như vậy. Và cái cô chị cảm thấy rất là hối hận tại sao lại có những chuyện như vậy. Và khi mà người ta khám phá ra thì người ta biết được cái nhiều điều và người ta nói với cô vợ nghe, thì cô vợ cảm thấy tại sao chồng mình lại có thể làm những cái điều như vậy, mà tại sao anh ta và cái cô em gái giấu giếm mình những cái điều như vậy. Và khi mà cô cảm thấy rằng tại vì mình không quan tâm tới cô em của mình và cho nên nó xảy ra những chuyện đáng tiếc như vậy, kết cục vô cùng thê thảm luôn. Và nhưng mà khi mà cái anh này ảnh tự kết liễu cuộc đời của ảnh, nhưng mà do cái vết cắt của ảnh ngay cái tay của ảnh nó còn nông quá, nó chưa có sâu, thành thử ra ảnh còn sống nha mọi người. Khi mà cứu thì ảnh còn sống, chỉ có cô gái này cổ chết thôi, nhưng mà cái anh này ảnh còn sống. Và khi ảnh sống như vậy thì tòa tuyên án là anh ta sẽ bị mức án cao nhất là tử hình.
Và cái cô vợ lúc bấy giờ cảm thấy là chồng của mình đã lừa dối mình bấy lâu nay. Rồi bây giờ cô em của mình, trời ơi, nó đi ngây thơ, nó đáng thương, nó bị dụ. Rồi cuộc đời của nó bế tắc luôn. Đó là một cái bi kịch trong một cái gia đình. Và em đã tình cờ nghe được những cái câu chuyện như vậy. Và em cảm thấy rằng nó là một cái bài học gì đó đắt giá mà mình không biết là mọi người sẽ nghĩ sao khi mà nghe cái câu chuyện của em. Xin mọi người cho em những cái ý kiến, những cái lời comment, bình luận bên dưới. Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã lắng nghe cái câu chuyện của em. Mến chúc mọi người một ngày thật là nhiều niềm vui và nhiều sức khỏe nha. Em xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những clip tiếp theo. Xin chào.